nhân để mong mỏi đợi chờ, để chiều chuộng nâng niu và sợ nhiều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ nhau. Hãy tìm em, tìm em, rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay cho hồn em ngất ngây. Chỉ cần anh nhìn em là tim em rã rời. Chỉ cần anh nắm tay là hồn em đang say. Em không thích làm vợ, không thích anh là chồng, chỉ muốn yêu muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán. Để mình